Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của Tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng? Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Mình đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua hai mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết á mọi người nói á là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em á thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc á thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu á thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình á, mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi. Kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin. Và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết chứ đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nó nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, phải vậy mới được. Vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Ngoại hình, mặt mũi, mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Vậy trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không? Chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Này ở dơ quá thì dơ luôn. Bây giờ thấy sao dơ dữ biết không? Có ở dơ không mà. Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Tại bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vết bộ đồ vía vô thôi bình thường. Dạ không, em mới từ công trình chạy ra luôn anh chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. Mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính thì đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ như thế nào đây. Rồi chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không?
Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24 trên 24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như mà một người đâu còn ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì ảnh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng ảnh có em là được. À, có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ, được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hai, đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi, ổn rồi. Là ổn. À, hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân chị. Rồi, sao chào các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. Ừ. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ốm đâu, đâu. Nhìn anh mà. Em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Thường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có tật, tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì á, hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say và nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 cho gần bạn nữ cho về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Mình con cái người nào thích trai con gái gì đó. Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Xin con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em. Là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á. Cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì. Thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn. Sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa để quên tất cả. Dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về. Mộng xuân đã chín đỏ. Bàn tay nâng niu hoa cúc. Bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên nữa, nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp.
lên coi gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow, ngon nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để. Mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, nãy em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Bấm nó không vô. Quá lo. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Nắm đi. Nào, rất đẹp đôi. Tao hôn vậy mới hôn. Đúng rồi, nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nha. Rồi, chúc mừng hai bạn.